Anh nói của chị đằng kia 100 ngàn. Khánh ơi. Hello, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các nhà nha. Hiện tại là Thu Phương này đang bán nhưng mà trời mưa, đổ mưa nha các nhà. Trời ơi, tự nhiên bữa nay mưa vậy trời. Tự nhiên bữa nay mưa. Bão vô rồi mà sao là mưa ta? Hoàn lưu áp thấp à. Trời mưa thấy Thu Phương buồn nữa nha. Rồi. Bóng quẻ cầu mưa hả Thu Phương hay là đẩy mưa? Buông xuôi luôn, đang bán ngon lành. Đang bán. Thu Phương muốn buông xuôi cái nè. Đó, đang bán là trời mưa. Ủa cái chị kia đâu rồi ta? Chị ơi lấy giùm em đi chị. Mưa to quá cái nhà. Mưa to. Lấy cho mẹ mày. Con bỏ qua. Đánh miếng cho chai đó chưa? Ở cái anh trai đã chưa bỏ lên cái họ đi lấy ra. Của anh à. Về kìa của anh đó đúng không? Đó gương dắp ra giùm đi. Dắp ra bánh xếp ra giùm em đi anh. Tôi đã lấy lại em 100 ngàn nha anh Khánh. Của chị gì mà mập á. Ủa má mày không lấy cái dù vậy trời. Bên kêu lấy cái dù ra hả? Chưa. Bữa nay dùm rượu nó mất rồi. Vô rửa nồi. Sáng giờ không rửa, giờ vô rửa. Cầm con gác này em. Bỏ đại đi anh rồi, trong màu đen á. Cảm ơn anh nha. Cuộc thi hoa hậu là mình tới vòng 2 hay là sao tôi Vương? Thi vòng 2 này sao? Tuần này, tuần vừa rồi đó. Đúng không ơi? Ok. Lấy 100 là dễ thôi. Má cái bà kia phải tụi mua cái mua liền tao. Anh chị có thường ăn cá chiên Thu Phương không? Mới tới lần đầu hả? Có đi mấy người. Đúng rồi đó của em 150 đấy thôi. 150 em lấy 2 hộp tương hả hay là sao? Okay. Để chua thì đủ rồi bé yêu. Đang bán không? Đang bán mưa. Anh cho em ra ngoài xíu anh. Đó nhà ơi, chú Phương đang bán mà bị trời mưa. Anh này 100 đồng sộn không anh? 110 thôi. Ủa qua cửa thì đủ không anh? Đúng rồi. Trời mưa. Đây là bé Diễm nha cả nhà. Diễm phụ Thu Phương á. Đây cho cảm ơn em nha. Ủa mấy bữa nay Thu Phương nghỉ rồi bé Diễm có bán không hay là bé Diễm nghỉ luôn? Tưởng bé Diễm thế Thu Phương chứ. Trời mưa nhưng mà một số anh chị đến để thưởng thức cá chi chiên của Thu Phương. Đội mưa ra thưởng thức nha cả nhà. Rồi cô dăm lộn xộn với con. Không lấy ớt trái, củ ớt đỏ đầy đủ. Bây giờ ăn có đầy đủ. Lấy thêm chả cá chưa có. Em miếng chả cá đi mẹ hả? Dầm. Dầm rồi đó, lấy miếng chả cá đi. Dầm từ đi. Miếng mua ngon rồi. Rồi ở Tân Phú chạy lên hả chị? Dạ. Thấy Thu Phương ngoài đời như thế nào chị? Dễ thương quá đi. Dạ. Dễ lắm, ngồi vui vẻ, dễ thương. Dạ. Dễ hơn trong phim. Không, cứ dễ hơn trong phim hả? Cứ tưởng như là người mẫu. Dạ. Bơ đét mà. À, cô với chị nè từ Tân Phú chạy xuống thưởng thức cá viên chiên của Thu Phương. Đội mưa đi thưởng thức cá viên chiên. Dạ, Cuộc Sống Sài Gòn TV. À, nghe cái tên hoài hay coi. Dạ, có coi không chị? Đó. Trời, cảm ơn chị. Có đăng ký chưa chị? Đăng ký luôn rồi. À, dạ. Vậy là về mở ra là có đó. Dạ. Đúng rồi, về mở ra là có. Dạ, đây là em bé nè, em bé nó ra đây ăn nè. À, con cũng ăn cá viên chiên hả? Ừ, ba mẹ con, bốn bà. À. Đó, đi ướp chèm hết trơn. Dạ. Có gì? Ăn đây hay sao? Ăn đây, ăn ở đây. Rồi đây gì nước chấm BD 749 vậy đó. Cải chua BD, cải chua BD. Rồi, cải chua thần thánh. 49 ngày vậy đó. Dạ. Đó, đang chiên á, chiên của nhà này. Dạ, ít có ăn đó, ăn là vậy không? Dạ. À, Cuộc Sống Sài Gòn TV hay coi hoài à. Dạ. Bye bye. Dạ, rồi. Chúc cô với chị rồi ngon miệng nha. Em cộng em đâu có trốn đâu. Dạ. Chị cũng dễ đi. Trời ơi, đó mày than nóng chi cho ổng mười không? Thôi đừng buồn thôi. Đó được đó. Hết mưa rồi. Nãy mưa luôn à. Hồi nãy Diễm là than nóng phải không? Hàng gì? Có than. Trời ơi, dở rồi. Đâm của anh này nè. Em về. Làm anh 50 đi Phương. Okay. Cái này nè. Cái này nè. Cái nem à? Cái nem bữa... Nem mấy cây? À, mỗi thứ một cây thôi, ăn cho... Nem. Nem. Cái cây này là cái gì? Cái này. Rồi. À, củ qua chà ớt. Khỏi cái cây này đi, ăn củ qua chà ớt đi. Chà ớt. Rồi. Ớt không? Ớt rồi. Các bạn trẻ tới đội mưa. Đội mưa tới thưởng thức cá di chiên của Thu Phương. Có hỏi tiền không anh? Anh ơi của anh chanh nè. Vui rồi. Vui rồi. Ok. Của anh ăn gì lộn xộn hay sao? Lộn xộn đi, chăm rồi. Chăm rồi. Của anh đỡ đầy đủ không anh? Ủa bữa là đi chụp hình hả Thu Phương? Đi chụp hình đó là sao? Đi Hoa Hậu á. Cái là tuần này, tuần vừa rồi đó. Coi đi rồi biết chứ không có được tiết lộ. À coi là biết hả? Không coi được tiết lộ hả? Đúng rồi. Trời ơi. Không được tiết lộ nha cả nhà. Coi trên kênh nào? Youtube á. À. Tháng 12 mới chiếu rồi. À tháng 12 mới chiếu hả? Ồ hấp dẫn không cả nhà? Cả nhà xem video nếu thấy hay thì có thể là like, chia sẻ giúp mình nha. Thấy ra 716 Trần Hưng Đạo để thưởng thức cá vi chiên của Thu Phương. Thôi mua được á. Tôi đẩy cho ba. Đẩy xe ra luôn hả?